Ok, chào mừng anh em đến với số tiếp theo trên kênh Giao thông Văn Minh. Tình huống đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một anh gọi là ba gác. Phải nói đúng là một chú thì đúng hơn. Thành phố Hà Nội thì sẽ gặp rất nhiều những cảnh này, đặc biệt là những cái người lái ba gác mà mang mác là thương binh đâu ấy, chạy thôi rồi anh em ạ. Quá ẩu luôn. Tôi đã gặp rất nhiều những trường hợp này ở trên đường rồi, và rất nhiều tình huống đã gây ra va chạm cực kỳ nghiêm trọng. Và tình huống thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi này. Đây là một cái tình huống phải nói là rất là ẩu và cẩu thả của bác xe bồn. Đấy, tình huống này chúng ta thấy rằng là khá là khuất khi mà người điều khiển với phương tiện và lúc này thì cũng đang chạy với tốc độ khá là lớn. Và cái khoảng cách mà để mà đến lúc mà tránh thì nó cũng rất là ngắn rồi. Đấy, anh em có thể thấy rằng là tình huống cực kỳ là nguy hiểm. Rất may là bác có camera hành trình này đã xử lý kịp thời trong cái tình huống này. Nếu không thì tôi cũng không rõ là, không biết là nó sẽ như thế nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái pha chuyển làn, nhập làn của một anh gọi gì đây? Một anh Kia. Tôi không hiểu rằng là trong đầu lúc này là suy nghĩ cái gì mà anh ấy có thể thực hiện một cái pha chuyển làn như vậy được anh em ạ. Tôi nghĩ rằng là cái pha này nếu mà nói đúng ra, nếu mà nó phải là chuyển quan hoặc chuyển cứu thì đúng hơn. Nên nếu mà gặp phải container hoặc là xe đầu kéo nó chạy thì thôi rồi anh em ạ. Và tiếp theo nữa, đây là một cái tình huống cực kỳ là hài hước ở trong một cái trường đào tạo lái xe nào đó, và anh em cùng theo dõi tình huống sau đây. Đây, và chuẩn bị đề ba anh em ạ. Đó, đang lấy đà rồi. Một pha gọi là lấy đà khởi hành ngang dốc, hay gọi tắt là đề ba, và một cái pha đề ba mà khiến cho rất nhiều trong cái chị áo xanh cũng có lẽ là dụng cả trứng luôn anh em ạ. Đấy, thấy chưa, tắt đề ba như thế này. Chị áo xanh như chắc là phải nhỉ? Có lẽ tôi nghĩ rằng là bỏ học luôn anh em ạ. Chị em nó lái xe đấy. Tiếp theo là một cái tình huống mà theo 30F38869 đấy, của anh Hyundai Kona. Và giờ này tôi sẽ speed nhanh lên một xíu, bởi vì là khá lâu mà không thấy xe di chuyển. Thì anh có camera hành trình đi lên thì là không thấy chủ xe ngồi trong xe, mà cũng không có số điện thoại luôn. Và theo thông tin mà tôi nắm được thì là chủ xe đỗ xe đấy xong là vào đi chợ mua sắm anh em ạ. Không biết là vào chợ sắm cái gì mà đỗ xe giữa đường luôn. Đấy, đường coi như là đường của nhà anh mua hết rồi hả? Đấy, cho nên là anh mặc định là đường của nhà anh thì anh cứ đỗ thôi, chẳng biết là anh hay chị. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con đường quốc lộ. Đấy, ở tình huống này, đoạn này chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái tín hiệu nào xin chuyển làn của xe container cả. Đó, nhưng mà đến chạy ngang ngang rồi, đây là gọi đến cái điểm mù rồi, và anh container anh chuyển làn một cách có lẽ là rất là thiếu quan sát ở đây. Và rất may rằng là cái tình huống này nó đã không xảy ra một cái va chạm gì nó nghiêm trọng cả. Chứ còn nếu mà nó đã xảy ra va chạm nghiêm trọng là anh em biết liền này. Tôi nói thật đấy. Cứ xảy ra va chạm khác anh em sẽ được xem một cái video tình huống hấp dẫn hơn. Nhưng mà cũng gọi là tiếp theo là một cái tình huống mà đi đường đèo và bị xe bị mất phanh. Đấy, anh em thể theo dõi này. Ôi, rất may là rất may là đến với cái đường cứu nạn kịp thời. Chứ còn không biết là rồi nếu như không có đường cứu nạn mà thì không biết là điều gì nó sẽ xảy ra. Xe mất phanh. Để ăn luôn phải nhỉ? Chúng ta xem lại cái pha
xử lý rất là bản lĩnh của anh tài xế này. Tuy nhiên rằng là tôi cũng cảnh báo cho anh em rằng là việc chúng ta di chuyển trên đường đèo nó sẽ rất 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 là nguy hiểm, cho nên là khi mà chúng ta lái xe trên đường đèo thì chúng ta nên kiểm tra an toàn trước khi mà lên xuống đèo để đảm bảo làm sao mà chúng ta tránh được những cái rủi ro nó có thể xảy ra trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Điều đó là tôi chia sẻ với anh em như vậy. Đó. Tiếp theo, đây là một cái tình huống tại thành phố Hà Nội. Đây, chiếc xe phía trước gặp Fortuner đi và gặp phải một số những cái người điều khiển xe máy đi ngược chiều để nhắc nhở. Tuy nhiên rằng là anh gọi là đi xe máy kia lại có thái độ sau đó là rất là kiểu hồ báo, hiểu không? Đấy, anh em có thể thấy là cái hành động cực kỳ là hổ báo khi được nhắc nhở để đảm bảo an toàn, tuy nhiên lại có những cái hành động gọi là hâm dọa đối với lại bác xe Fortuner, làm cho bác xe Fortuner kia là xón và thôi tốt nhất là bỏ chạy cho nhanh cho kịp anh em ạ, chứ gây chuyện với những cái gọi là thành phần này thì nó ốm mệt người lắm. Đấy, ra đường bây giờ không biết bố nó là ai, đâm ra là thôi tốt nhất là anh em mình cứ lé cho lành anh em ạ. Đấy, và ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái pha dừng đông kích đây. Đấy, chúng ta thấy đây, xe tải phía trước là đang xi nhan ở phía bên tay trái, có lẽ là quên gì đó thôi nhá, và chúng ta sẽ theo dõi anh nha. Đó, xi nhan bên trái thì nhưng mà anh lại dừng đông kích đây. Đấy, đây là có lẽ là một cái đường vành đai 3 hay vành đai 2 của Hà Nội nhỉ. Đấy, thấy chưa, vành đai 3 rồi. Cái đoạn này mới tôi chưa leo lên nên tôi khoảng tầm mấy năm nay là tôi cũng ít ra Hà Nội rồi. Đấy, pha này thì cũng là một cái pha dừng đông kích tây mà gây bất ngờ cho anh em đang đóng với cái tốc độ 70-80 và gặp cái tình huống này thì là cũng hơi oải quá anh em. Của cái ông xe này rồi, đó là một cái tình huống. Đây, tiếp theo đó là một ở khu một cái gọi là làng quê nào đó. Em đang có việc dưới này rồi. À, anh dán cái biển ngoài kia là xe đang đỗ trong này thì em không đi đấy nữa. Lại còn cái giọng điệu đấy nữa. Đã thế là không nhờ luôn. Rồi, khóa xe luôn. Anh em còn nhìn nhau nhiều đấy anh ạ. Em nghe đây thôi. Thế đây anh bảo là xong mày không đi, lúc kia em đi xuống đến đây rồi thì... Anh chả cần biết là thằng nào cả, có cái gì đâu. Thế là khóa xe để đấy luôn. Và câu chuyện này thì không biết là tình làng nghĩa xóm liệu có chắc bền lâu không? Tôi thì tôi cũng không bình luận quá nhiều về cái tình huống này. Anh em theo dõi video và để lại cái bình luận anh em nhé. Để lại comment ở phía dưới của phần mô tả video nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con đường cao tốc và tốc độ đang là 109 km/h. Ui giời ơi. Anh em có thấy không? Không biết là bác xe khách này gặp vấn đề gì trục trặc. Đó, không biết là gặp vấn đề gì trục trặc hay không. Tuy nhiên rằng là bật đèn cảnh báo như thế này là không đủ an toàn đâu anh em nhé. Đấy, cho nên là anh em rất là chú ý trong cái vấn đề này. Để không biết là khách hứa xe nó phải làm sao, nhưng mà khách hứa xuống hết xe rồi. Đấy, lưu thông trên cao tốc anh em rất là chú ý, nếu mà xảy ra va chạm thì nên đặt biển cảnh báo cách xa tối thiểu là 50m để cho các cái tài xế phía sau họ còn có cái phương án để mà xử lý kịp thời, chứ còn không là rất dễ dàng xảy ra kiểu là va chạm chùm nha anh em nhé. Đấy, ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Đây là một cái tình huống mà tôi cảnh báo rất nhiều đối với lại các bậc phụ huynh rồi. Thế nhưng mà có lẽ rằng là rất nhiều phụ huynh vẫn coi thường những cái điều này và để con ra đường, và thời gian vừa rồi xảy ra một vài những cái tình huống. Đây, chúng ta thấy. Rồi,
Thế là bay mất cái màn hình sốc gì phía trước của bác taxi rồi. Đấy. Bây giờ đối với lại các học sinh hay là các thanh niên mới lớn đi xe đầu không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng với tốc độ rất là cao. Đúng không? Vụ vừa rồi ở Hà Giang là bay mất 5 thành viên. Còn thành viên thứ 6 thì tôi cũng chưa rõ gọi là kết quả nó như thế nào, nhưng mà trong cái phần này thì là bác xe taxi là mất cái màn hình sốc rồi. Rồi, đấy, các cái báo thủ là đầu không khăn, ít không khố, sau đó là xe không biển số ra đường, đấy, anh em thấy không? Khổ cho bác taxi này thôi, cay mà không làm gì được. Mà đợt sốc với xe Kia Morning thì nó lại dễ bay thế chứ nhỉ? Quẹt phát là bay ra mất rồi, chắc là về lắp lại, chắc là cũng mất thêm tí tiền nữa. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với một thần đăng. Đấy, anh em có thể thấy không? Một cụ gọi là CX5. Tôi không hiểu là tại sao cụ cái đoạn này anh em có thể nhìn thấy nó rất là hẹp thế kia mà cụ vẫn giúp lên được như nào. Rồi, thế là va chạm với lại bác xe tải làm lại bay cái ba đợt sốc phía trước rồi, thành ra thế kia rồi. Và tôi nghĩ rằng là xe một xe tải thì nó cũng nhẹ nhàng, nhưng mà ông xe CX5 kia mới là tốn tiền. Rồi, đây là con đường đèo đường quốc lộ 6 nhá. Đoạn này là đoạn giữa đèo Trung Mai Sơn. À không phải, cái đoạn mà gần Hòa Bình ấy, gần chỗ Mai Sơn Hòa Bình ấy. Đấy, đường đèo trời mưa rồi. Đấy, mất lái luôn, quay vòng tròn luôn, 360 độ luôn. Anh em có thể thấy là đi đường đèo, đặc biệt là những cái cung đường đèo Tây Bắc thì nó luôn là một cái vấn đề, luôn luôn rình rập mọi những cái nguy hiểm. Anh em đặc biệt là trời mưa như thế này, đường trơn, trượt, có rất nhiều khúc cua là bị đổ dầu, rơi dầu của xe tải ra đường. Đây, đây cái này. Đây, bác xe phía trước này là còn nằm luôn ở lề luôn đây anh em ạ. Đấy, xuống lề luôn. Đấy, anh em thấy rằng là nó nguy hiểm như thế nào. Đặc biệt là chú ý những cái cung đường đèo như vậy anh em nhá. Đấy. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái thần đăng tiếp theo. Đây tôi phải nói là thần đăng mang tất cả những cái thể loại gọi là ngu dốt nó thể hiện ở đây. Đó, đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Đi ngược chiều. Ồ, tôi không hiểu đến bây giờ vẫn còn cái tư duy gọi là tại sao lại tranh thủ đi ngược chiều như vậy. Vẫn còn rất nhiều những cái thằng tài xế nó lái xe như vậy. Và tôi sẽ đưa ra đây cho anh em hiểu rõ thêm, sẽ phạt từ 4 đến 6 triệu đối với lại hành vi đi ngược chiều nhé. Đi ngược chiều và đồng thời tước giấy phép sử dụng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Ok, đấy là đi đường chiều, ngược chiều trong cái đường dân sinh bình thường có biển báo hiệu là ngược chiều. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng nếu như mà đi ngược chiều xảy ra tai nạn, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra còn có thể làm đền bù hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xảy ra va chạm mạnh hơn. Phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng đối với hành vi điều khiển đi ngược chiều trên cao tốc, đồng thời bị tước quyền sử dụng lái xe từ 5 đến 7 tháng. Đây những cái là những cái điều mà anh em nên nắm được nha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống cũng cực kỳ là nguy hiểm, nhưng cái tình huống này thì nó hơi xa và hơi khó quan sát, của hai chị gái đó, của hai ninja. Tôi nói chuẩn nó phải là hai ninja đây. Không biết là hai ninja này đi đứng thế nào, thế nhưng mà đấy, xem lại này, tôi sẽ speed lại cho anh em để anh em xem lại này. Các bạn này nhìn thì nó hơi xa, lung lại thì nó hơi vỡ với thỉnh đấy. Một gái có nghĩa là sang đường thế nhưng mà thiếu quan sát. Một chị gái tiếp theo là đi đến thì đã gọi là hai chị đều gọi là làm đo đường luôn. Đấy là cái kiểu đi của rất nhiều các cái chị em ninja. Rất may là cũng chắc là cũng nhẹ nhàng thôi.
nhưng mà không 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 vấn đề gì nặng. Tôi thấy là hai chị em vẫn đang ngồi có lẽ là tâm sự với nhau tiếp. À, tiếp theo anh em sẽ theo dõi. Ôi rồi cái gì ấy? Con của thần gió hay là con của thần gọi là thần thần. Anh em xem lại này. Đây, anh em có nhìn thấy cái gì không? Rồi tôi sẽ zoom lại cho anh em xem. Ô, vâng, một cu rơ ấy. Cu rơ này thì đang đi tìm cái giải bát hương vàng, tìm chuối gọi là cả nải và tìm gà với là cả con hiểu không? Đấy, chạy kiểu này thì không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến nơi đó thôi. À, đấy là các cái thanh niên bây giờ thích ra đường là rất là thích thể hiện anh em ạ, thể hiện bản lĩnh, thể hiện đẳng cấp của tuổi trẻ hiểu không? Đấy, các bố các mẹ thì lên nghiên cứu cái vấn đề đấy, đặc biệt là những người trẻ con mình chưa đến tuổi tốt nhất là không cho lái xe thế thôi. Ok, tiếp theo này. À, đây là một tình huống vào ban đêm. Đấy, bác quay làm cho người ta giật mình, người ta phanh khựng lại phát tí nữa thì gãy hôn rồi vào mông của xe. Còn Hyundai, à còn ở đâu còn Toyota nhỉ? Đấy, tí nữa đừng bấm còi thì người này lại không giật mình. Bác bấm còi thì tự dưng lại giật mình. Ok, tiếp theo anh em sẽ đến với một cái tình huống mà tôi phải nói là hút cả hèn, trời thì có lẽ là đang mưa, mặt đường trơn trượt. Ôi giời ơi, xong lại gặp đúng với cụ xe máy. Cụ đi ngược chiều xong cụ đi giữa đường, bật đèn pha xong cụ chạy giữa đường này thì nó thực sự với anh em là anh em lái xe tải giật. Tôi thề với anh em là biết phải nói thế nào bây giờ nhỉ. Nó ngu thì nó cũng phải ngu, nó vừa vừa thôi chứ nó ngu quá như thế này thì làm sao mà đỡ được. Không biết là rồi là kết quả nó ra sao thì tôi cũng không hóng được cái trường hợp này. Nhưng mà nếu mà cứ đi như thế này thì tôi nghĩ rằng là khó đỡ lắm anh em ạ. Đường nó, mặt đường nó trơn mà đỡ làm sao được. À, anh em sẽ theo dõi một cái tình huống tiếp nữa. Chúng ta sẽ xem cái tình huống này nó sẽ như nào. Ở đoạn này rất là nhiều sữa, hình như là cái đoạn khu lên Ba Vì. Ê, đấy rồi, ui dài. Con báo này hình như là con báo này thì cũng gọi là to chứ không phải là báo bé đâu. Thế nhưng mà thả nhiều là cái IQ, gọi là cái hệ điều hành chắc là tuy rằng là tuổi nó to nhưng mà cái hệ điều hành chắc là vẫn còn thiếu nhi anh em ạ. À, cái hệ điều hành gọi là tuổi gọi là choi mới lớn, hoặc là hệ điều hành này hiện tại là có thể là đang bị ẩm do là sử dụng quá mức gọi là cái gì nhỉ, sử dụng quá mức gọi là chất xúc tác nữa. Tôi cũng không biết là chất xúc tác này nó mạnh đến đâu rồi, nhưng mà thanh niên cứ đi thế này thì thôi không nói nữa nhá. Lại cũng bảo tôi là quá đáng. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống sau đây để cùng nhau comment ở phía dưới. Đó, cùng đẩy chiếc xe tải phía trước. Rồi và ôi tại sao lại tự dưng lại cái đường người ta cây xanh người ta trông đẹp thế mà ông lại leo lên đấy ông làm gì? Đấy, xem lại nha. Đây thì tôi phán đoán có đến 99.9% là sử dụng điện thoại rất top để ngắm hàng Nga ở Quảng Ninh rồi. Đấy, mới xảy ra cái trường hợp như thế này, đúng không? Không sử dụng điện thoại thì làm sao mà xảy ra được cái trường hợp như này rồi. Đấy, mọi sự ngu ngốc và không tập trung đều đồng nghĩa việc là sẽ mất tiền, đôi khi sẽ là mất rất nhiều tiền. À, anh em hiểu điều đó. Cái gì đây? Tôi nghe cái vụ này rồi. Cái vụ này là của một chị gái ở quê Hoa Thanh Quế. Đấy, chị chở, không biết là chị chở cái gì, nhưng mà chị cho vào trong xe nhưng mà không vừa, thế nên chị mở cửa xe luôn. Rồi chị đi kiểu này, và tôi được biết là chị đã được công an ở Thanh Hóa là mời lên và cho chị một cái gọi là tờ A4, mà chị cũng hình như là cũng đã chấp hành và nộp phạt xong rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống ở trên đường đèo. Con đường này thì có lẽ là đang xảy ra cái sự cố gì đó mà tôi thấy rằng là hàng dài xe to, bé, lớn, nhỏ xếp hàng thẳng tắp thế này.
cả một dãy dài nhìn như này chắc là cũng phải vài trăm mét rồi, xem còn dài hay không. Đấy, đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ với anh em trong cái video này nhé. Ở trong cái đoạn này thì chúng ta sẽ nói thêm một chút, hy vọng rằng là sẽ mang lại những cái chia sẻ hữu ích để cho anh em chúng ta khi mà chúng ta lưu thông trên đường. Ô, kiểu này chắc là cũng phải tắc đến cả cây số anh ạ, vài cây số luôn. Thế nhưng mà không hiểu là tại sao lại có một cái cụ gọi là xe dịch vụ. Ai, cụ này noi nho lên đây. Hà Lan. Đấy. Người ta xếp hàng được nhưng mà mình lại cứ thích noi nhoi nhanh như nhỉ. Không thấy người ta xếp cả một cái hàng dài thế kia mà cứ thích noi nhoi. Văn hóa gọi là cái ý thức của một số các ông tài xế là như vậy, hiểu không? Vẫn thích kiểu mình thích nhanh, nhưng mà ở đây cả một cái đoàn xe người ta xếp hàng dài, nhưng rất may là còn có chỗ lé. Không có chỗ lé là hôm nay mắt có camera là bác ấy cho lùi. Mà lùi cái đoạn này thì là cũng ốm nhỉ. Tôi thấy là vẫn còn tắc dài lắm. Đấy là những cái mà tôi chia sẻ với anh em trong cái video này, để làm sao anh em chúng ta rút được kinh nghiệm để lái xe an toàn hơn. Chúc anh em chúng ta vạn dặm bình an trên các cung đường, sau những chuyến đi dài thì trở về với gia đình, với vợ, với con, với bố, với mẹ, mà có những cái giây phút mà tận hưởng niềm hạnh phúc chứ. Ngủ ra đường mà cứ đi mà ngủ ngáo xong bắt đầu là không còn đường về nữa là bất ổn lắm anh em ạ nha. Đấy, tôi hy vọng rằng là anh em